Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, tin từ Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gồm 4 dự án thành phần đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và đang triển khai thiết kế cơ bản. Về tiến độ thiết kế cơ bản các dự án thành phần, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết, dự án thành phần 1 An Giang thiết kế cơ bản được 38 trên 57,2 km, đạt 66,43%. Dự án thành phần 2, Cần Thơ, thiết kế cơ bản được 36,5 trên 37,4 km, đạt tỷ lệ 97,59%. Dự án thành phần 3, Hậu Giang, thiết kế cơ bản được 9,6 trên 36,9 km, đạt tỷ lệ 26,02%. Dự án thành phần 4, Sóc Trăng, thiết kế cơ bản được 53,1 trên 58,37 km, đạt 90,97%. Tiến độ các dự án thành phần đáp ứng yêu cầu. Được biết, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 188,2 km đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 44.691 tỷ đồng. Trong giai đoạn phân kỳ, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đầu tư xây dựng đường cao tốc 4 làn xe cao tốc hạn chế, mặt cắt ngang 17m, dự án sẽ hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027. Bốn dự án thành phần vận hành độc lập của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gồm dự án thành phần 1 dài 57,2 km, tổng mức đầu tư 13.779 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 dài 37,2 km, tổng mức đầu tư 9.845 tỷ đồng, đi qua địa phận thành phố Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 là 36,9 km, tổng mức đầu tư 9.927 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 4 dài 56,9 km, với tổng mức đầu tư 11.120 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản.